Tháng 5 vừa qua, gia đình ông Thước được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình hỗ trợ 1.000 con gà giống Relay, cùng với một phần chi phí mua thức ăn cho đàn gà. Đặc biệt tham gia mô hình, nhờ tuân thủ theo đúng quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học, nên đàn gà khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao. Chúng tôi là vào một loạt, và thứ nhất là hai nữa là ra một loạt, và giờ chăm sóc một cách là nó bài bản. Phía trước thì chúng tôi là nhiều khi vào nó gối nó không theo cái quy trình, thì nhiều khi cứ đàn nọ đến đàn kia là nó cách nhau nó gần, đây là để nó nhiều cái dịch bệnh. Mặc dù chăn nuôi gà tại Thái Bình đang phát triển mạnh, song hiện nay hình thức nuôi vẫn nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng và triển khai mô hình chăn nuôi gà Relay thương phẩm an toàn theo chuỗi tại 6 hộ chăn nuôi ở huyện Thái Thủy với quy mô 18.000 con gà. Cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật, chi cục định hướng các hộ liên kết theo hình thức thành lập tổ hợp tác, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi của tỉnh về thì có hướng bọn tôi đến nuôi chăn nuôi theo quy mô theo chuỗi để có kết quả kinh tế nó tốt hơn. Trong đó là tập hợp tất cả những người nuôi cùng mình lại, thì là đi bắt giống rồi con giống rồi thức ăn, rồi nói chung là có kết hợp với nhau được. Thì đang hướng tới đấy thì nó sẽ hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Còn như hiện tại đây là mô hình của tôi đây thì đang nuôi như con Relay như thế này ấy. Thì con giống thì bọn tôi được đến trực tiếp cơ sở để bắt. Và con giống thì hiện tại nuôi đến bây giờ là đánh giá được thì nó cũng tương đối tốt. Để cái thời gian sinh trưởng với bệnh dịch thì nó ít hơn so với trước. Sau 4 tháng triển khai, qua đánh giá tại các mô hình, đàn gà có tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất bán đạt 97%, cao hơn 2% so với các hộ không tham gia mô hình. Trọng lượng xuất bán đạt trung bình 2,3 kg một con. Với giá bán hiện tại 80.000 đồng một kg, người chăn nuôi trong mô hình thu lãi 30.000 đồng một kg. Với mô hình này thì chúng tôi đã đưa những cái con giống có chất lượng, có uy tín đến để vào thực hiện mô hình. Cùng với đó là cái về cái quy trình kỹ thuật, về thức ăn, về chế độ chăm sóc dinh dưỡng và chế độ vaccine là chúng tôi yêu cầu tất cả các hộ phải tuân thủ đúng quy trình. Và cái thứ nữa là chúng tôi cùng với các hộ là tìm tạo những mối liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra và tính toán lựa chọn đưa những con giống rồi là thời điểm vào gà và xuất chuồng để đảm bảo cái để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Với những hiệu quả bước đầu sẽ là tiền đề để người chăn nuôi thay đổi cách làm, chuyển dần từ cách chăn nuôi gà truyền thống nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm hạn chế được dịch bệnh, đồng thời giải quyết được những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.